Em trai tôi đã từng trải qua một cuộc phẫu thuật ghép tim. Tôi cần người hỗ trợ cho nó, cả trong công việc lẫn chăm sóc sức khỏe. Đã từng có rất nhiều người để ứng tuyển, nhưng họ đều rời đi nhanh chóng. Tôi muốn cô hình dung rõ công việc này để chúng ta tránh làm mất thời gian. Dạ vâng, em hiểu ạ. Cô hiểu là tốt rồi. Chị ơi, anh Hiếu lại lén đặt pizza. Khi nãy người ta ship đến, em đã kịp nhận trước anh ấy rồi ạ. Cô làm tốt lắm, về làm việc tiếp đi. Dạ vâng, em chào chị, em xin phép ạ. Người mới phẫu thuật ghép tim xong, cần tránh ăn quá nhiều đường, muối, chất béo bão hòa để cho cơ thể hồi phục lại. Cần có chế độ ăn kiêng rõ ràng, nếu không sẽ xảy ra nhiều vấn đề ạ. Trước khi đến đây, chắc cô cũng tìm hiểu nhiều rồi. Vậy có lẽ cô cũng có một chế độ ăn uống phù hợp cho em tôi. Nếu như chị muốn, em có thể cho chị thấy kế hoạch của em ngay trong ngày hôm nay ạ. Này, cô chuẩn bị cho tôi mấy lon bia. Ông Đức, ông ấy thích uống bia sau mỗi lần mà ký hợp đồng. Tôi đã xin ông ấy du di chuyện uống bia vì vấn đề sức khỏe của anh rồi ạ. Tôi xin phép. Vào đi. Tôi không ăn những thứ đấy đâu. Ở nhà đã suốt ngày bị ép ăn rồi. Anh uống đi. Tôi sẽ mang thứ khác đến cho anh. Nhưng mà khi đó tim anh phải thật sự ổn định đã. Tôi không biết là khi ấy cô còn trụ được ở đây không nữa. Nếu như anh muốn biết kết quả thì phải xem anh có đủ khả năng để giữ gìn trái tim kia khỏe mạnh không đã. Anh uống đi. Bà chị của tôi đúng là tìm được một cái tay đắc lực rồi đây. Anh đâu ạ? Cô khóc đi à? Tôi không sao đâu. Anh uống nước đi nhá. Lát nữa tôi sẽ vào kiểm tra đấy. Có bao giờ tim mình đập nhanh như thế này đâu nhỉ? Anh thích bộ vest này à? Hay là anh nhường lại cho tôi đi, rồi tôi sẽ tư vấn cho anh một bộ khác hợp với anh hơn. Có thể là cô thấy đẹp, thế nhưng mà tôi thấy các bộ khác lại không đẹp bằng bộ đen này thì sao? Thì anh cứ cho tôi cơ hội để chọn đồ đã, rồi sau đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Được rồi, mời cô. Anh thấy bộ này sao? Anh thử đi. Anh thấy sao? Tôi không quen mặc màu trắng nên là nhìn không quen. Anh thay đổi đi. Thay đổi một chút
biết đâu anh lại nhận được những điều tốt đẹp hơn đấy. Ngay từ đầu, cô đòi thắt cà vạt cho tôi là tôi đã đoán được rồi. Cô nói đi, cô có ý đồ gì với tôi? Anh bớt tự luyến đi. Cô vừa tính đụng chạm tôi xong đấy. Tôi chạm vào anh không có nghĩa là tôi có ý với anh. Anh Hiếu. Quỳnh, em về khi nào vậy? Em vừa về thì đến thăm anh ngay đấy. Em ngồi đi, chờ anh một chút. Trái tim này không dễ gì anh có được. Anh phải giữ gìn cẩn thận nhé. Cô nói như thế, cô là người hiến tim cho tôi vậy. Cô ta là thư ký mới của anh à? Thư ký mới? Có vẻ thú vị hơn những người khác. Tôi là hôn thê của anh Hiếu. Ít ra cô cũng phải chào hỏi một tiếng chứ. Mồm miệng để đâu thế? Cô không liên quan gì đến công việc của tôi cả. Muốn tôi chào hỏi cô thì phải xem thái độ của cô có đáng để tôi mở mồm ra không đã. Này, mày cũng chỉ là một con thư ký quèn thôi. Và tao có thể tống cổ mày ra khỏi đây bất cứ lúc nào. Đừng có mà láo, biết thân biết phận một tí đi. Cô thử đuổi tôi xem. Ngay cả chồng tương lai của cô còn không có quyền gì để đuổi tôi. Cô nghĩ là mình làm được gì? Nếu như mà cô có thời gian ấy thì nên đi học một lớp dạy làm vợ chủ tịch lớn sao cho chuẩn đi. Cần có đủ công dung ngôn hạnh, chứ không phải cứ mở miệng ra là mày mày tao tao như cô đâu. Con khốn, mày nghĩ mày là ai? Còn dám thách thức lên giọng dậy đời tao à? Hả? Đừng bao giờ động vào giới hạn của người khác khi người ta đang cố nói chuyện nhẹ nhàng với cô. Rõ chưa? Hai người có chuyện gì thế? Anh Hiếu, anh nhìn đi. Cô ta không ưa em đến nỗi đổ cả cà phê lên giày của em này. Anh Hiếu, anh phải lấy lại công bằng cho em chứ. Anh đâu thể để cô ta bắt nạt em thế được. Thôi, cô xin lỗi cô ta câu đi. Không là cô ta sẽ càng làm lớn chuyện đấy. Rõ ràng là anh thấy cô ta vô lý mà. Tại sao cứ phải dung túng như vậy? Không phải là dung túng, tôi đang giải vây cho cô một cách nhanh nhất đấy. Nhưng mà tôi không thích cái cách này của anh. Anh Hiếu, anh sang đây, anh làm gì đi? Anh làm sao vậy? Thư ký người ta thì bảo gì nghe đấy. Thư ký nhà mình thì hơn thua với mình từng câu. Sớm muộn gì tôi cũng vì cô đau tim mà chết thôi. Thôi được rồi, tôi nghe anh. Xin lỗi, được chưa? Không đơn giản thế đâu. Cúi xuống, lau giày cho tôi đi. Quỳnh, có nhất thiết là phải như vậy không? Có ạ. Em phải dạy cho cô ta một bài học. Anh. Là anh à? Em lại đến đây để gây chuyện đấy à? Chào anh, đã lâu không gặp.
mong rằng chúng ta sẽ hợp tác thuận lợi. Cảm ơn anh, mong rằng sẽ thuận lợi. Không ngờ cô lại là thư ký của chủ tịch Hiếu, suýt nữa thì đắc tội với cô rồi. Dạ không ạ, là tôi suýt nữa đắc tội với anh kia ạ. Anh sao đấy? Cô thật sự rất kỳ lạ. Lần trước cô tự nhiên khóc, bây giờ cũng vậy. Cô nói đi, rốt cuộc là tại sao? Mỗi khi ở gần cô, tim tôi cũng đều đập rất nhanh. Tôi cứ tưởng rằng là mình có vấn đề, nhưng khi đi khám bác sĩ thì bác sĩ lại bảo không sao. Tôi và cô, liệu có lý do gì đặc biệt không? Tôi chỉ mang tài liệu đến cho anh thôi. Tôi xin phép ra ngoài. Mọi người dừng tay, em mời mọi người uống nước ạ. Em mời anh. Mời bạn nhé. Em mời chị ạ. Mọi người ơi, em vào đây làm dù để giết thời gian thôi, nhưng mà mong mọi người giúp đỡ em ạ. Mọi người uống nước đi. Ok, cứ vô tư đi. Vâng ạ. Mang nó ra đây, khi tôi còn nói chuyện tử tế. Mang cái gì? Tôi không biết cô nói gì cả. Cô chắc không? À, đứng lại, bỏ ra. Làm cái gì đấy hả? Bỏ ra. Em tôi lại gây chuyện gì với cô vậy? Anh, em có làm gì đâu ạ. Anh Tuấn, cứu em thôi. Im đi, không ai cứu được cô đâu. Bản hợp đồng của tôi tự nhiên không cánh mà bay. Cô cất đâu không tìm thấy, bây giờ lại đổ cho tôi. Cô đừng nghĩ là tôi không biết. Mau đưa bản hợp đồng đây. Anh Tuấn. Thôi được rồi, để tôi tìm cho cô.
bằng cách nào? Check cam là được chứ gì. Cô kiểm tra xem cái này có phải của cô không? Đúng của tôi rồi ạ. Mà sao anh có cô em gái ngang ngược vậy? Tôi sẽ chấn chỉnh lại con bé, không để nó gây chuyện với cô nữa đâu. Dù sao cũng cảm ơn anh. Tối nay cô có bận gì không? Nếu cô không bận gì, tôi có thể mời cô đi ăn chứ. Coi như là tôi thay mặt em gái xin lỗi cô. Vậy là cô đồng ý rồi nhá. Hẹn anh 8 giờ tối nay. Bây giờ tôi bận rồi, tôi xin phép. Anh có chuyện gì muốn nói à? Cứ ngập ngừng nãy giờ. Cô có thể cho tôi xin số điện thoại của cô được không? Dù sao thì tôi cũng là đối tác của công ty cô mà. Nếu cô ngại thì tôi có thể bấm số của tôi. Tôi để quên điện thoại ở đâu nhỉ? Vậy chị? Nguyễn Quang Hùng, sinh năm 1989, bị tai nạn giao thông, chết não. Trước đó, cậu ấy có ký cam kết sẽ hiến tặng sau khi chết. Alo, cậu xác nhận cho tôi, người đàn ông trong ảnh có phải là người đã hiến tim cho tôi không? Được rồi, cảm ơn anh. Tôi cần nói chuyện với cô. Cô và anh ta có quan hệ gì? Anh ta chính là người hiến tim cho tôi. Cô nói đi. Cô tiếp cận tôi với mục đích gì? Cô mau nói đi. Anh ấy là bạn trai của tôi. Chúng tôi bên nhau được 5 năm rồi. Sắp đến ngày cưới thì anh ấy gặp tai nạn. Anh ấy bị chết não. Lúc còn sống, anh ấy có đăng ký hiến tạng. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không chấp nhận được cái chết của anh ấy. Nên là tôi đã tìm cách để có thể ở gần và chăm sóc trái tim của anh ấy. Đó là lý do mà mỗi khi ở cạnh tôi, cô đều khóc đúng không? Thật không ngờ chuyện này lại có thể xảy ra.
người mất thì cũng đã mất rồi. Giờ cô cần bước sang một hành trình mới. Hãy thay đổi. Thay đổi để có thể tìm được những điều tốt đẹp hơn. Cảm ơn anh. Và cũng xin lỗi. Thật ra thì tôi cũng phải cảm ơn anh. Được nhìn thấy anh sống khỏe mạnh, có lẽ đây là món quà cuối cùng mà anh ấy dành cho tôi. Chắc hẳn là anh ấy muốn tôi và mọi người có một lý do để sống tiếp. Mà thôi, dù sao thì hôm nay cũng là ngày chúng ta ký kết thành công. Nhân tiện mọi người đều đang có mặt ở đây, chúng ta hãy cùng nhau uống mừng nhé. À không, ý tôi là hai người uống đi. Còn tôi thì ngồi diệt mồi thôi. Tôi ngoan mà. Tôi còn phải bảo quản trái tim quý báu này cho cô nữa chứ. Nó đang đập thành tiếng. Anh yêu em đấy. Quang, đúng thật là mày rồi. Làm cái gì mà sồn sồn thế? Đứng cách xa tao 2 mét đi. Mày không hiểu tại sao phải cách xa tao 2 mét à? Mày nói như vậy là có ý gì? Em yêu, thông não cho thằng này hộ anh với. Anh Quang ấy, là anh ấy sợ mấy con virus nghèo ở trên người anh bay qua người anh ấy. Anh hiểu chưa? Nhìn mày tao chán thật đấy. Không ngờ mày bao nhiêu năm ra ngoài lập nghiệp, đến lúc về quê nghèo vẫn hoàn nghèo. Nhìn thấy tao mày sấn sổ cái gì? Tao không còn là thằng Quang của ngày xưa nữa đâu. Hình như mày hơi khinh người rồi đấy. Mày sai rồi. Đối với mấy loại người như mày, không phải gọi là hơi khinh, mà là rất khinh, cực kỳ khinh, vô cùng khinh, mày hiểu không? Nếu đã như vậy thì mày còn chặn đường tao làm gì? Mày bị ngờ à? Chính mày đang chặn đường tao đấy. Mày đúng là vô lý. Tao dẹp xe vào lề đường rồi đấy. Dẹp như vậy không được. Tôi bảo nhá, anh Quang ấy là một nhân vật lớn. Một mình anh ấy đi đường này đã cảm thấy mất thân phận lắm rồi, huống chi là đi với ông. Thôi tốt nhất ấy là ông quay đầu xe, ông đi đường khác đi nhá. Hai người đúng là ngang ngược. Mày tưởng ngang ngược được như tao dễ à? Mày thử hộ tao cái. Anh làm khó người ta thế. Anh nhìn ông ấy xem, quần áo thì bẩn thỉu, tướng tá thì bẩn hàn, ngay con xe để đi thôi cũng thuộc dạng thổ tả ấy, thì làm gì có ô tô để đi giống anh mà ngang ngược. Tao nghĩ tình như ngày xưa học chung mười mấy năm trời, nên chào hỏi mày một chút thôi. Nhưng nếu mày đã mắt cao hơn trán thì tao không còn gì để nói với mày cả. À, mày muốn gì đây? Mày không nghe thấy người yêu tao nói gì à? Bọn tao không muốn mày xuất hiện trên con đường này. Quay đầu xe lại, biến. Tao nhớ từ trước đến giờ, tao với mày có xích mích gì lớn đâu. Tại sao mày lại quá đáng với tao như vậy? Mày vẫn chưa biết tại sao. Bởi vì năm xưa nhà mày giàu, mày đẹp trai, mày học giỏi, mày có tất cả những gì tốt nhất. Còn tao thì sao? Bạn bè đứa nào cũng xúm lấy mày, nịnh nọt.
Mày tưởng cảm giác của tao lúc đấy dễ chịu lắm à? Một thời trẻ con vụng dại, đâu ai suy nghĩ được chín chắn. Hơn nữa, nếu giờ mày đã thành đạt thì mày phải cư xử cho đúng mực chứ. Tại sao tao thấy mày cư xử còn không bằng những người bạn năm xưa? Mày vừa nói cái gì? Mày dám so sánh tao với cái đám bất tài vô dụng đấy á? Mày tránh đường ra, nếu không thì đừng có trách tao. Mày đang dọa tao đấy à? Mày có biết tao bây giờ là ai không? Thằng kia. Đấy, anh xem, cái tên đấy suýt đâm vào em rồi đấy. Ai biết đâu là nó liều như thế. Mà em yên tâm đi, nó còn ở cái làng này, mình còn nhiều cơ hội dạy dỗ nó. Mà em không nghĩ được là anh sinh ra ở trong một cái làng vừa nghèo vừa bẩn này đấy. Làm gì có ai chọn được nơi mình sinh ra chứ. Ngọc Anh. Ơ, anh Hiếu, anh về khi nào vậy ạ? Anh mới về được 2 hôm thôi. Cho anh cốc trà đá nhé. À dạ vâng, anh ngồi ghế cho em một lát. Em mời anh ạ. Cảm ơn em. Lâu nay ở nhà thế nào? Có làm ăn được không? Cũng bình thường thôi anh ạ. Cũng tạm gọi là đủ sống thôi. À mà anh thấy trước chị Tuyết bán cơ mà, sao bây giờ lại đổi thành em? Con trai lớn nhà chị ấy đang ốm nên là em trông hộ mấy hôm thôi. Chị em làm văn thư trên xã anh ạ. Thế à, thế là cán bộ nhà nước rồi đấy. Vâng ạ, còn anh thì sao? Lâu nay làm trên Hà Nội, công việc có tốt không anh? Anh vẫn vậy thôi. Nếu công việc ổn định rồi thì em nghĩ là anh nên tính đến chuyện lập gia đình đi anh ạ. Chứ bằng tuổi anh ở quê, mấy anh chị con cái lớn cả rồi đấy. Con gái bây giờ nó cũng khôn như gì ấy. Làm gì có đứa nào chịu lấy một thằng nghèo trên răng dưới một rủ củ tư đâu nhỉ? Anh Quang cũng mới về quê ạ. Em mời anh chị vào uống nước ạ. Giời, thiếu gì quán đâu. Anh vào quán sách nát để làm gì? Em chịu khó chút đi, ở nhà mãi cũng chán. Với lại, ở quê làm gì có quán cà phê đâu. Úi dồi, không có á. Chán quê anh thật đấy. Vậy anh chị có uống nước không ạ? Có chứ, không uống nước thì vào đây làm gì? Em, mình ngồi đây nhé. Em ngồi đi. Người đẹp, qua phục vụ bọn anh đi. Cái quán của em được bọn anh đến ấy, là vinh dự cho em đấy. Cứ mặc kệ cái thằng nghèo hèn kia nó ngồi một mình. Sao anh lại nói như thế được ạ? Chẳng phải năm xưa anh với anh Hiếu học cùng nhau hay sao ạ? Cái quá khứ đen tối ấy, em nhắc lại cái gì? Anh có cần phải nói quá lời như thế không ạ? Cái con kia, mày chỉ bán trà đá thôi, mày nhiều lời làm cái gì? Chị hơi quá đáng rồi đấy. Cái con này. À, mày bảo ai quá đáng hả? Mày có tin là tao đốt trụi cái quán này cho quá đáng một thể không? Chị cứ thử đi, tôi e là chị không làm được điều đó đâu. Mày thách tao hả? Thôi được rồi, hai người bình tĩnh đi. Anh Quang, anh là người yêu của em đấy. Nó quá đáng với em như thế mà anh để yên được à? Chị ăn nói cho cẩn thận, rõ ràng chị vào đây gây sự trước cơ mà. Ngọc Anh này, anh thấy người yêu anh nói đúng đấy. Khách hàng là thượng đế, em phải phục vụ cho tốt chứ. Sao lại cứ cãi chêm chẻm như thế hả? Chỗ tôi nghèo nàn, lạc hậu, lại còn bẩn thỉu, không xứng để các thượng đế ngồi. Nếu như hai anh chị tự cho mình là thượng đế thì tốt nhất là tìm chỗ nào giống thiên đường mà ngồi. À, thế ý của mày là mày đuổi khách, đúng không? Đúng rồi đấy, thì làm sao? Thì sao á? Mày chán sống rồi à? Hả? Này, chị đang đứng ở trong quán của tôi đấy, tốt nhất là đừng có lộng hành. Mày, anh Quang. Anh bảo này, nếu như em không thích quán này, mình đi quán khác, gây sự với cô ấy làm gì? Sao anh lại nói thế? Này, anh thích nó đúng không? Sao tự dưng anh bênh nó thế? Em nói cái gì đây? Thôi được rồi, đợi anh đi. Ngọc Anh, em xin lỗi người yêu anh một câu đi. Hết bao nhiêu tiền, anh trả. Anh Quang này, không phải cứ có tiền là muốn gì cũng được đâu. Tốt nhất là anh nên đưa chị ta ra khỏi quán của tôi đi. Em nên nhớ, giờ anh là người thế nào đấy? Điều này đối với tôi cũng không có ý nghĩa gì cả. Cô. Được. Đợi đấy. Em,
mình đi quán khác. Cái chỗ bẩn thỉu như thế này chỉ phù hợp với mấy cái thể loại ở dưới đáy xã hội ngồi thôi. Còn kia, mày cứ chờ đấy nhá. Sớm hay muộn gì ấy, tao cũng không cho mày buôn bán gì ở đây được đâu. Đi. Anh Hiếu, em nhớ là năm xưa anh với anh Quang cũng khá là thân nhau mà. Sao bây giờ lại ra nông mẫu này với anh? Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì ạ? Anh không biết vì sao nó lại như thế nữa. Có thể con người ai cũng thay đổi theo thời gian thôi em ạ. Thay đổi thế nào còn được? Chứ mới có tí thành công, về là đã nghênh ngang vênh váo như vậy thì hỏng thật rồi anh ạ. Phải rồi, lần này anh Hiếu về quê là có việc hay là chỉ về chơi thôi ạ? Anh về chơi, cũng có thêm chút việc. Em nghe nói là có tập đoàn ABA gì đó sắp mở dự án đầu tư vào làng mình. Lúc đó chắc đầy việc ra ấy. Anh biết rồi, cảm ơn em. Làng mình nghèo mãi rồi, đây cũng xem như là một cơ hội để cho người dân đổi đời anh nhở. Mong sao cho dự án sớm đi vào hoạt động. Đến bây giờ em vẫn không hiểu cái làng này có cái gì mà anh không chịu đi đấy. Đến một quán cà phê tử tế cũng chả có, cả ngày cứ lang thang ngoài đường bẩn thỉu thế này, nhìn cứ như cô hồn ấy. Em chịu khó chút đi, anh có dự tính của riêng mình rồi. Ở cái vùng quê chón đá gà ăn sỏi này có cái gì đâu một kinh với toán. Này, em có biết tập đoàn ABA không? Em có, em thi tuyển vào đây mấy lần không được đấy. Đấy, anh cũng đang không hiểu tại sao tập đoàn ABA lại về đây mở dự án nông nghiệp gì đó nữa. Anh nói cái gì cơ? Tập đoàn ABA về đây để đầu tư á? Tin chính xác đấy. Bộ phận pháp lý của tập đoàn ABA đang làm việc với chính quyền. Chắc chỉ nay mai thôi sẽ giải phóng mặt bằng và triển khai dự án ngay. Nhưng mà em thấy nó cứ vô lý thế nào ấy nhở? Tập đoàn ABA trước giờ nổi tiếng như thế, làm gì có chuyện về cái làng nghèo này để đầu tư? Với lại trước giờ tập đoàn ABA cũng chỉ đầu tư bất động sản thôi. Chả lẽ bây giờ lại chuyển hướng sang nông nghiệp? Em hỏi anh thì anh biết hỏi ai. Nhưng mà đây là tin chính xác 100%, nên anh mới thu xếp để về quê gấp đấy. Cứ cho là như thế đi. Nhưng mà công ty anh trước giờ có liên quan gì đến nông nghiệp đâu, tiếp cận họ làm gì? Bảo em chịu khó tìm tòi học hỏi đi, cấm có chịu nghe bao giờ. Học làm gì, ngoài kia bao nhiêu thứ để giải trí. Học nhiều thì đầu to mắt trố làm gì đâu. Em, đúng rồi. Anh nói cho em biết nhé, tập đoàn ABA không tự nhiên mà đầu tư về đây đâu. Một là phải có điều gì đó đặc biệt. Hai là cán bộ cấp cao bên đó phải có mối quan hệ mật thiết sâu xa gì đó với mảnh đất này. Nói chung với hai lý do trên đều có lợi cho mình. Lòng vòng thế nhở? Lợi chỗ nào ạ? Em thử nghĩ xem, khi mà dự án này triển khai, cán bộ cấp cao của tập đoàn ABA sẽ về đây, ví dụ như tổng giám đốc hay là chủ tịch hội đồng quản trị chẳng hạn. Mình sẽ khéo léo tìm cách tiếp cận. Nếu như may mắn được giúp đỡ thì có phải là công ty mình sẽ tiến lên một tầm cao mới không ha? Anh nói cũng đúng nhỉ. Vậy nên từ giờ em cũng đừng kêu ca nữa. Anh oải lắm rồi đấy. Em biết rồi, nhưng mà anh phải hứa sau này anh bù đắp cho em ấy nhá. Yên tâm đi, em ngoan thì cái gì cũng có. Lúc nào em chẳng ngoan. Chủ tịch, em mới về ạ. Đi đường có vất vả lắm không? Dạ em cũng không mệt lắm đâu ạ. Đây là bản kế hoạch dự án sắp tới, em gửi anh ạ. Bộ phận pháp lý đã làm việc xong với chính quyền địa phương chưa? Dạ, giám đốc Phú đã họp ở xã sáng nay. Anh ấy nói chiều nay sẽ xong. Chủ tịch xem khi nào chúng ta có thể bắt đầu, để em còn thông báo cho các bộ phận liên quan ạ. Được rồi, em cứ về Hà Nội thay anh giải quyết công việc cho tốt. Có gì thay đổi anh sẽ gọi cho em sau. Dạ vâng, em xin phép đi trước ạ. Chủ tịch Hiếu đang suy nghĩ gì vậy? Ngọc Anh, em đến từ khi nào vậy? Em đến lâu rồi, nhưng mà thấy anh đang trao đổi công việc nên là không tiện làm phiền ạ. Em biết chuyện rồi à? Vâng, em vừa họp trên xã và biết được anh chính là chủ tịch tập đoàn ABA,
chủ đầu tư dự án nông sản quê mình. Anh làm em bất ngờ quá đấy. Và cũng thực sự là rất ngưỡng mộ anh. Mong ước của anh là thay đổi quê hương, giúp cho bà con có cuộc sống ấm no hơn em ạ. Vâng, em và ủy ban cũng như toàn thể bà con sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ anh. Cảm ơn em. Ngọc Anh à, chuyện mọi hôm ấy, Ngọc Anh cho anh xin lỗi nhé. Có chuyện gì vậy? Tôi không tin tự nhiên thái độ của anh lại thay đổi nhiều như vậy đâu. Em cứ cho anh cốc trà đá đi đã. Nước của anh đây. À, anh xin. Em ngồi đây nói chuyện với anh một lát đã. Những người dân thấp cổ bé họng như tôi thì làm sao có thể nói chuyện với những người đức cao vọng trọng như anh chứ. Chuyện qua rồi, em nhắc lại làm gì. Thế có chuyện gì? Anh nói thẳng ra xem nào. Tập đoàn ABA đang chuẩn bị đầu tư dự án gì đó ở làng mình. Em có biết thông tin gì không? Tôi có nghe nói qua. Đất ruộng của nhà tôi cũng trong diện giải tỏa. Thế nhưng mà có chuyện gì vậy? Em bán nước ở đây, một ngày chắc là có nhiều người ra vào lắm đúng không? Tôi thực sự đang rất bận. Có chuyện gì thì anh nói thẳng ra luôn đi. À, anh đang định hỏi em là em có thấy người nào của tập đoàn ABA vào quán em uống nước không thôi mà. Hóa ra anh muốn tiếp cận với họ để móc nối làm ăn à? Em đúng là thông minh, nói một hiểu mười luôn. Nhưng mà anh lại không được thông minh cho lắm. Cơ hội đang trước mắt mà anh lại để vụt qua mất rồi. Em nói cái gì? Anh không hiểu. Thì... Anh Quang! Anh làm cái gì ở ngoài này hả? Em ơi! Anh đang có việc trao đổi với Ngọc Anh. Em cứ bình tĩnh đi. Nó chỉ là một đứa bán nước thôi. Có cái gì mà nghiêm túc hả? Anh lại mê mẩn nó đúng không? Đủ rồi đấy. Anh sắp cưới tôi rồi mà anh còn dám thẳng tiệu với đứa khác trước mặt tôi. Bây giờ anh còn quát tôi thế à? Hả? Anh có phải đàn ông không đấy? Này! Chị ăn nói cho cẩn thận đấy. Tôi và anh ta có quan hệ gì đâu mà thằng tiệu. Cẩn thận tôi kiện chị tổ phỉ báng đấy. Con này vẫn còn già mồm à hả? Mày dám dụ dỗ người yêu tao, bây giờ tao nói mày còn không dám nhận. Mày kiện đi. Anh Quang, nếu như anh không đưa chị ta về thì tôi bắt buộc phải lấy chổi quét đi đấy. Cái con này. Nào, em cứ bình tĩnh đã. Nãy giờ em náo loạn như thế đủ rồi đấy. Đi về. Em không về, em đã giải quyết xong với con hồ ly đâu. Mày nhấc cái con này. Nào, im mồm. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, tại sao cứ suốt ngày gây chuyện thế hả? Nhưng mà tại cái con danh đấy nhìn nó cứ không đàng hoàng kiểu gì ấy. Em sợ nó quyến rũ anh nên em ơi. Em nhìn lại em đi. Cả cái làng này có mỗi quán nước của cô ta. Các cán bộ cấp cao của tập đoàn ABA về đây kiểu gì chả phải qua đấy ngồi. Mình muốn tiếp cận, muốn làm quen thì phải nhờ đến cô ta chứ. Em làm hỏng hết việc của anh rồi. Nhưng mà em thấy không có tập đoàn ABA, công ty mình vẫn phát triển bình thường mà. Việc gì đâu mà cứ phải phụ thuộc vào thế ạ? À? Nói chuyện với em đúng là chẳng được cái tác dụng gì cả. Thôi được rồi, đừng có mắng người ta nữa. Cùng lắm thì em đi với anh qua xin lỗi con danh ấy là được chứ gì. Em nên làm như vậy. Là nó kìa. Sao cái thằng Ôn này nó cứ lượn lờ như cá cảnh thế nhỉ? Ô, anh ơi, sao nhìn cái tên này hôm nay không có dáng vẻ của nông dân tí nào nhỉ? Mắt nhìn người của em có bao giờ tin tưởng được đâu. Lại là hai người à? Mày làm cái gì mà suốt ngày lượn như mèo hoang chó dại thế à? Mày đừng tưởng tao nhịn, mà đường nước làm tới nhá. Tao nói xài à? Công nhận là ngày xưa nhà mày hoành tráng thật. Thế nhưng mà kể từ khi bố mẹ mày không còn ấy, mày cũng có cái quái gì đâu. Mày liệu mà cư xử không, tao trục xuất mày ra khỏi làng này. Chỉ sợ mày không làm được điều đó đâu. Này, mày đang thách thức tao đấy hả Hiếu? Ê, cuối cùng thì hai người muốn gì đây? Người yêu tôi chưa nói chuyện xong với anh đâu. Anh định đi đâu thế hả? Tôi với cậu ta thì có gì để nói? Mày thái độ cái gì đấy? Tao nghe nói mày làm giám đốc. Không phải mày nghe đâu.
Tao đang làm giám đốc công ty xây dựng PJ đấy. Mày làm giám đốc, đứng đầu cả một công ty mà lại hành xử thiếu văn hóa như vậy à? Không phải ai tao cũng đối xử như vậy đâu. Tại mặt mày nó ghét quá nên tao mới phải làm thế này. Đứng lại. Tao nhịn mày đủ rồi đấy. Mấy hôm nay tâm trạng tao không được tốt, thế mà mày lại dám thái độ với tao. Mày nghĩ tao không dám làm gì mày à? Vậy mày muốn thế nào? Đơn giản thôi. Bây giờ mày chỉ cần xin lỗi tao cho nó tử tế, nể tình làng nghĩa xóm, tao bỏ qua cho. Tao có lỗi gì vậy? Mày nhiều tội lắm. Tội nhìn cái mặt mày rất khó ưa. Tội ngày xưa đi học mày vượt trội tao. Tội mày bây giờ nghèo hèn. Nói chung hôm nay mày không xin lỗi tao á, tao không bỏ qua đâu. Mày chưa xứng đáng để tao làm điều đó đâu. Vậy thì hôm nay mày tới số rồi. Anh Quang, anh làm gì vậy? Anh Hiếu, anh có làm sao không ạ? Ngọc Anh, cái thằng cóc khô này nó có cái gì mà suốt ngày em quấn quýt bênh vực nó thế à? Anh còn thua anh Hiếu nhiều lắm. Tốt nhất là anh đừng có tự cao tự đại. Đấy, anh xem, cái loại ngu đần này có xứng đáng để em xin lỗi nó không? Tôi nghe nói hai người đang tìm trăm phương ngàn kế để tiếp cận cán bộ cấp cao của tập đoàn ABA đúng không? Thế thì sao? Vậy thì để tôi giới thiệu một chút. Anh Hiếu đây chính là chủ tịch tập đoàn ABA đấy. Em vừa nói cái gì đấy? Chuyện này không đùa được đâu đấy nhá. Anh nghĩ tính tôi thích đùa lắm à? Hình như là anh quên mất việc tôi làm văn thư trên xã thì phải. Này Hiếu, Ngọc Anh nói thật đấy à? Vậy mày nghĩ còn lý do gì để tao đầu tư dự án vào một vùng quê nghèo, ngoài việc nó là quê hương của mình chứ? Anh trăm phương ngàn kế tìm cách tiếp cận tập đoàn ABA mà lại 5 lần 7 lượt đắc tội với chủ tịch của họ. Thiết nghĩ ai ngu hơn thì tôi cũng không cần nói ra nữa rồi. Có phải không chị Quỳnh? Thật sự xưa nay tao chưa hề có định kiến gì với mày. Trước đây tao cũng đã nghe mày mở công ty nên nhân tiện muốn về đây tìm hiểu xem thế nào để cùng hợp tác phát triển. Nhưng thật sự mày làm tao thấy rất thất vọng. Mình về thôi nhé. Chị Tuyết, đi đâu mà vội vàng thế? Vào quán em uống nước đã. À, đây, chị ngồi đây. Sao hôm nay mày tử tế với chị thế? Bảo sao gió mùa đông bắc nó về. Em lúc nào chả tử tế với chị. Chị ngồi đi, để em vào lấy nước cho nhá. Chị Tuyết uống nước. Ừ. Thế cuối cùng là có chuyện gì? Mày nói chị nghe xem nào. Sao chị biết ạ? À? Em có chuyện muốn nói với chị. Gớm. Ở cái làng này, đến con ruồi bay qua, chị mày có biết con nào là con đực, con nào là con cái? Huống gì trong đầu mày nghĩ gì, chị lại không biết à? Chị đúng là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, dễ hiểu lòng người đấy chị Tuyết ạ. À. Thôi thôi thôi, mày không phải định. Có chuyện gì thì nói nhanh đi, để chị còn đi. Nhà bao việc. Thì em nghe nói anh Phan Anh sắp về hả chị? Ai chả, cái con bé này mũi mày cũng thính thật đấy chứ. Chị cứ nói thế, tai em nghe thấy ông Đại Tạp Hóa nói, chị em gửi được hồi nào? Ừ, ngày kia nó về tiện thể dẫn người yêu về ra mắt luôn. Chị vừa nói cái gì cơ? Dẫn người yêu về ra mắt à? Thì thằng Phan Anh nhà chị cũng cả đống tuổi trên đầu rồi, cũng đến lúc nó phải lấy vợ sinh con chứ. Sao có thể như thế được? Em đợi anh Phan Anh cả gần chục năm rồi, tự nhiên anh ngang nhiên lấy vợ như thế thì em biết làm thế nào? Này, mày ăn nói cho cẩn thận nhá. Nói như thế dễ gây hiểu nhầm lắm đấy. Người ta mà nghe được, người ta lại tưởng thằng Phan Anh nhà tao nó phụ bạc mày. Chẳng vậy thì không ạ. Ô, hai cái con này. Thế bây giờ tao hỏi mày nhá, thằng Phan Anh nhà tao nó đã bao giờ nó yêu mày chưa? Cứ vơ va vơ vẩn. Mà này, em dâu tao về, cấm mày không được gây sự gì với nó đâu nhá. Không thì đừng có trách chị mày không để tình làng nghĩa xóm. Chị cứ làm như là em hiếu chiến lắm á. Thế thì tốt. Thế nhưng mà em không phục. Con bé đấy có gì hơn em đâu.
mà anh Phanh lại đi chọn nó. Tao nghe nói nó là tiểu thư con nhà danh giá, ngoại hình lại xinh đẹp, tính tình thì hiền lành nết na. Nói chung là chỉ nghe thôi, tao đã muốn nó làm em dâu của tao ngay rồi. Chị nói thế nào ấy chứ, con gái như thế tuyệt chủng lâu rồi, còn đâu mà chị nói như thật ạ. Cô hay, rõ ràng thằng Phan Anh nó nói với tao như thế mà, không lẽ lại sai à? Khi yêu thì nhìn đâu chẳng thấy màu hồng, chỉ khi cưới nhau về rồi mới thấy ngỡ ngàng bật ngửa thôi chị ạ. Mày không phải ly gián đâu, con em dâu này là tao thấy chim ưng rồi. Chị chưa gặp nó bao giờ mà chị đã thấy chim ưng rồi. Còn em đây này, bao nhiêu năm qua đối xử tốt với chị như thế, chị chẳng thèm để tâm. Khó chán. Thì chị cũng biết mày tốt thật đấy, thế nhưng mà người lựa chọn vẫn là thằng Phan Anh cơ mà. Chị biết là mày có tình cảm với em trai chị, chị cũng rất cảm kích vì điều này. Thế nhưng mà chuyện tình cảm thì không ai quyết được đâu. Không phải cứ người này đối tốt với người kia, xong người kia lại phải có trách nhiệm yêu lại người này. Em đồng ý là anh Phan Anh không yêu em thật, thế nhưng mà biết đâu con bé kia cũng không yêu anh Phan Anh, không đối tốt với anh ấy, đến với anh Phan Anh chỉ vì anh ấy làm chủ tịch và lấy tài sản của anh ấy thì sao? Ý mày là gì đấy? Dạ alo chị, em nghe đây chưa ạ? Dạ vâng. Dạ vâng ạ, em biết rồi ạ. Dạ. Có phải là chị Tuyết gọi không ạ? Chị Tuyết bảo mai chị ấy bận đi có việc, nếu hai đứa về thì về thẳng nhà luôn. Chẳng phải lúc nào chị ấy cũng mong anh về à? Sao tự nhiên lại bận chuyển đột xuất thế? Anh cũng không biết nữa, mai mình về hỏi chị ấy cụ thể rồi sẽ rõ thôi. Thôi được rồi, hôm nay em về nghỉ sớm đi, chuẩn bị hành lý rồi mai về cùng anh. Dạ vâng, mẹ về trước đi ạ. Anh đã nghe rõ những gì em nói chưa? Nghe rồi. Em nói đi nói lại mười mấy lần anh thuộc lòng rồi. Thì em cứ nhắc lại cho chắc. Mà anh nhớ là không được làm hỏng chuyện của em đâu. Mà bây giờ chắc là anh Phan Anh về gần đến cổng làng rồi đấy. Anh ra cổng làng luôn đi. Ok. Ô, Phan Anh, mới về à? Long, mày đi đâu đấy? Mới về thì hay quá. Thôi, đi cùng tao ra đây có chút việc, nhanh lên. Nhưng mà tao vừa mới về, có biết gì đâu. Mà chuyện gì vậy? Chuyện đại sự, nhanh lên không thì nhỡ hết việc. Mày cứ bình tĩnh, để tao giới thiệu đã. Ôi, không cần phải giới thiệu, tao biết rồi. Ở đây nghĩ mày cái gì? Ai nói cho mày biết vậy? Tao đoán vậy thôi. Đi đi, nhanh lên. Từ đã. Nhưng mà người yêu tao cũng đã biết nhà tao đâu. Hãy để cô ấy đi cùng nhá. Thôi, cái chuyện này là chuyện của đàn ông, phụ nữ đi theo làm gì? Nhưng mà người yêu tao lần đầu về quê, hãy để tao đưa cô ấy về nhà đã. Vân đến kìa, để tao bảo cô ấy đưa về. Vân Vân, Vân Anh bảo. Anh Phan Anh, anh mới về ạ? Chào Vân, anh vừa về. Em chào chị ạ. Vân, thế nào mắt em chỉ nhìn thấy thằng Phan Anh thôi à? Dạ vâng, thế anh Long gọi em có việc gì thế ạ? Đây là người yêu Phan Anh. Em đưa bạn ấy về nhà Phan Anh. Anh với cả thằng ấy đi có chút việc. Không được. Đây là lần đầu tiên Tuyền về nhà tao. Tao không thể để cô ấy một mình được. Hay mình chịu khó nhờ người khác đi. Cái thằng này hay nhỉ. Mày bây giờ mày làm chủ tịch mày khinh thường tao à hả? Không phải vậy, nhưng mà... Anh cứ đi với anh Long đi ạ. Để em đưa người yêu anh về nhà cho. Tiện thể bọn em làm quen luôn. Không được. Chị Tuyết đi vắng, em làm gì có chìa khóa à? Dạ đây ạ. Mày có đi không thì bảo. Hôm nay mày mà không đi nhá, tao bảo hội bạn cũ nghỉ chơi với mày, xong bọn tao sẽ rêu rao mày khắp làng là mày làm chủ tịch rồi. Mày oai, mày không thèm giao du với người nhà quê bọn tao nữa. Nào. Cái thằng này, mày làm gì mà đấu ác thế hả? Anh, hay là anh cứ đi với anh ấy đi. Em về với chị này cũng được. Nhưng mà... Vân, em cầm hộ nó đi. Cái thằng này bây giờ làm chủ tịch hơi nhìn nhằng nhá. Đi. Đi đi.
Chị ơi, chúng ta đi về thôi. Dạ vâng. Mà chị ơi, chị tên là gì thế ạ? Em tên là Tuyền. Em tên là Vân, năm nay em 26 tuổi ạ. Còn chị? Thế chúng mình bằng tuổi nhau đấy, gọi nhau là bạn bè nhá. Mà anh Phan anh cũng khéo chọn ghê, cứ phải bằng tuổi mình mới chịu cơ. Chị Tuyết, tin tưởng tao chìa khóa nhà cho cậu, chứng tỏ quan hệ giữa cậu và gia đình anh Phan anh không tệ đúng không? Mình với cả anh Phan anh lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cả làng ai cũng bảo đẹp đôi. Nhưng mà bây giờ thì... Hóa ra là thanh mai trúc mã à? Nhưng mà cậu không cần buồn đâu. Cậu xinh đẹp như thế này, sớm muộn cũng sẽ tìm được người như ý thôi. Khó lắm. Mà thôi, để tớ đưa cậu về nhé. Vậy cảm ơn cậu nhé. Tớ với cả anh Phan anh có xa lạ gì đâu, cậu không cần phải khách sáo. Đi thôi. Gần đến nhà anh Phan anh rồi đấy. Lại gặp bà này, đen đủ quá, nhìn kia chết đi được ấy. Người này là nam hay nữ, già hay trẻ thế? Ngay cả mặt mũi, tuổi tác, giới tính cậu cũng không nhận ra. Thế thì tốt quá rồi. Có nói gì cô? À, không, không có gì. Ý của tôi là bà này thần kinh không ổn định, lại còn bị hủi nữa. Cả làng này ai cũng xa lánh, suốt ngày đi lê la xin ăn qua ngày thôi à. Bệnh hủi là bệnh phong đúng không? Ừ, đúng rồi, bệnh này lây đấy, cũng nên tránh xa ra, không thì lại khổ. Nhưng mà nhìn chị ấy tội nghiệp quá. Đấy, tôi nói rồi, bà này bị điên mà, cũng nên tránh xa ra đi. Không sao đâu, chắc là chị ấy đói, chị ấy không có ý hại người đâu. Bà này tính khí thất thường lắm, tôi ở đây nên là tôi biết. Nhưng mà tôi thấy hình như là chị ấy đói lắm rồi đấy. Mình thương bà ấy, nhưng mà bà ấy có biết đâu. Chẳng may lây bệnh của bà ấy, lây khổ cả đời. Tốt nhất là cậu đừng có dại. Thôi đi đi, để xác bà ấy. Không được, tôi không thể nào thấy chết mà không cứu. Để tôi đưa chị ấy về nhà anh Phan Anh, sẽ có gì đó để ăn không? Cậu bị điên à? Bà này tính khí thất thường, không biết được là có đi hay không. Cho dù đi, thì cậu nghĩ anh Phan Anh và chị Tuyết sẽ đồng ý à? Anh ấy là người tốt, chị gái anh ấy chắc chắn cũng vậy. Tôi tin là họ sẽ có suy nghĩ giống tôi thôi. Nhưng mà cậu có biết căn bệnh này là căn bệnh lây lan không? Bệnh phong làm gì dễ lây nhiễm như thế. Hơn nữa tôi nghĩ chị ấy không bị bệnh phong đâu. Các ngón tay và ngón chân của chị ấy vẫn còn bình thường thế kia mà. Cho dù là như vậy, nhưng mà cậu nhìn người của bà ấy đi, bẩn như thế kia, cậu đưa về không thấy ngại à? Có ngại, nhưng mà nhìn chị ấy như thế, tôi mà không giúp tôi còn ngại hơn. Này chị, chị đi theo tôi nhá, tôi sẽ cho chị ăn. Đi thôi. Cái bà này, đã nói như vậy rồi mà vẫn gật đầu dễ dàng thế không biết. Đấy, chị ấy có hung dữ gì đâu, chúng ta mau đi thôi. Ừ, thì đi. Chúng ta đi ăn cơm nhá. Chị nhớ là phải đi theo tôi, đừng có chạy lung tung không lạc đấy. Chị này đi đâu rồi đấy nhở? Còn chưa kịp ăn gì cơ mà. Chị gì ơi? Chị ơi! Có chuyện gì thế em? Chị là ai? Sao lại vào đây ạ? Đây là nhà chị mà. Em có phải là Tuyền, người yêu của Phan Anh nhà chị không? Thế hóa ra chị là chị Tuyết ạ? Em chào chị ạ. Thằng em trai chị đúng là vớ vẩn. Nó yêu em lâu như thế mà nó không cho em xem hình của chị à? Dạ có ạ. Thế nhưng mà bên ngoài với bên trong hình hơi khác nhau chị ạ. Có phải trông bên ngoài chị trẻ trung xinh đẹp hơn phải không? Ai cũng nói thế mà. Cảm ơn em nhá. Ôi thôi chết, chị có thấy cái chị gì đó ăn xin mà bị bệnh phong không ạ? À, em không phải lo, nó về nhà rồi. Sao cơ? Về nhà ấy ạ? Ừ. Thế không lẽ em định đi tìm nó à? Nhưng mà chị ấy vẫn chưa kịp ăn gì chị ạ.
Không sao, không lẽ chị lại không hiểu nó bằng em à? Nó không ở yên một chỗ bao giờ đâu nhá. Thế nhưng mà... Alo? Cái gì? Chúng mày cái liệu thần hồn đấy nhá. Rồi rồi, chị biết rồi. Có chuyện gì thế à? Thằng Phan Anh bị đám thằng Long ép uống say bây giờ không về được. Xem thế nào, đi ra đón nó đi. Thôi chết rồi, anh ấy có bao giờ uống được đâu. Phải làm thế nào bây giờ? Ơ kìa, mày có biết chỗ đâu mà mày hăng thế? Đợi chị với. Ôi em ơi, thả nó xuống giường đi, nó nặng quá. Anh ấy chưa bao giờ say thế này cả. Chị cho mọi người hộ em. Em ra ngoài mua thuốc giải rượu nhá. Em cứ làm như quê chị là thành phố không bằng ấy. Không có cái loại thuốc ấy đâu. Vậy phải làm thế nào bây giờ ạ? Thật ra thì không phải là không có cách giã rượu khác. Thế nhưng mà không biết em có chịu làm hay không thôi. Chị nói đi, em làm ngay chị ạ. Em ra ngoài vườn kia kìa. Cắt lên một cây chuối non, sau đó bóc cái bệ dài bên ngoài đi. Đập dập, vắt nước cho nó uống thì sẽ đỡ hơn đấy. Thế nhưng mà nhìn cái bàn tay mày thế kia thì... Tay em thì sao hả chị? Nhựa chuối nó bám vào, có mà hỏng hết. Không sao đâu chị ạ, quan trọng là anh ấy đỡ là được ạ. Vậy đi đi, chuối ngoài vườn đầy đấy. Dạ vâng, em đi luôn ạ. Con em dâu này cũng được phết đấy chứ. Chứng tỏ thằng em trai mình cũng có bắt nhìn người ghê đấy. Còn cái thằng này nữa, về nhà chưa chào chị lên một câu đã say bí tỉ rồi. Em biết thằng út. Đấy, những gì cần giúp anh đã giúp hết cỡ rồi. Xem ra kết quả không được tốt đâu. Em nên bỏ cuộc thôi. Anh toàn nói lung tung thôi, đã chắc chắn cái gì đâu. Anh thấy thằng Phan Anh với cả con bé đấy trông đẹp đôi mà. Con bé đấy lại còn hiền lành tốt tính nữa. Thôi, em cứ chen chân vào làm gì. Sao mà em không để ý anh này? Anh đâu có tệ. Anh còn không bằng một góc của anh Phan Anh. Ừ thì anh không bằng. Thế nhưng mà thằng Phan Anh nó có người yêu rồi kìa. Em phải đợi chị Tuyết xem thế nào đã. Không cần phải đợi đâu, chị cũng có quyết định rồi. Chị Tuyết ngồi xuống uống nước ạ? Nước nôi cái gì? Mà chả hiểu thằng Long rủ thằng Phan Anh đi nhậu kiểu gì mà nó say bí tỉ cả đêm không tỉnh. Làm con em dâu chị cứ hì hục đi lại cả đêm, nhìn mà xót hết cả ruột. Mày á, mày cứ liệu hồn với chị đấy. Em biết đâu được. Thằng Phan Anh nó ra ngoài lâu như thế rồi mà nó vẫn không uống được rượu. Chị Tuyết, cái gì mà em dâu? Chị chọn con bé đấy rồi ạ? Thì chị cũng đã nghe lời mày, thử thách nó đủ trò rồi đấy thôi. Thế nhưng mà con em dâu chị, nó tốt tính, xinh đẹp, thùy mị nết na, lại còn một lòng một dạ với thằng Phan Anh. Chị nghĩ hay là mày từ bỏ đi thôi. Thế nhá, chị đi chợ mua cái gì nấu cơm cho hai đứa chúng nó ăn. Chứ cái Tuyền cả đêm hôm qua trong thằng Phan Anh có ngủ được tí nào đâu. Chị nói mãi nó mới chợp mắt một tí đấy. Chị đi đây. Vâng, chị đi ạ. Đấy, anh nói mãi thì em không tin cơ. Được rồi, anh không phiền em nữa. Cứ bình tâm mà suy nghĩ đi. Yên tâm, lúc nào anh cũng ở đằng sau đợi em. Đến giờ này cũng chỉ biết chúc phúc cho hai người họ, chứ làm cái gì được nữa. Sao đấy? Cần anh giúp gì nữa à? Có thật là anh thích em không? Ừ hay. Thế anh nói mà em không tin à? Anh xin dùng tấm thân trong trắng của một thằng đàn ông 30 tuổi xin tuyên thệ với em, luôn trung thành tuyệt đối với tình cảm mà anh dành cho em, quyết không hài lòng. Vậy được. Nếu thế thì tối nay anh sang nhà đón em đi chơi nhé.
Vậy có nghĩa là em đồng ý rồi à? Yes. Vân, cảm ơn em. Anh sẽ không phụ lòng em đâu. Anh sẽ khiến em hạnh phúc.